Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà góc hai mặt tiền được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m rưỡi, và được anh chủ nhà xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc và hướng bên hông là hướng chính đông, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đây là ở con đường ở phía trước căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, mình có con đường rộng lên đến 10m và hai bên mình có vỉa hè cây xanh rất là thoáng mát, khu nhà lầu điện âm rất là đẹp. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ gần 100 căn và đã xây dựng gần hết rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất thì dự kiến là ở trong năm 2023 mình sẽ xây dựng trong một cái khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính cũng như con đường ở phía trước của căn nhà, thì di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng về căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà góc hai mặt tiền. Chỗ này thì mình có hai căn. Đây là căn nhà mà Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến cho quý khách hàng, cũng như là ở phía bên ngoài mình cũng có một căn cũng được thiết kế tương tự ná ná với lại căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu cho quý khách hàng. Với hai góc khu phân lô mình sẽ có hai căn nhà và một căn đã hoàn thiện xong, và một căn thì cũng đang trong thời kỳ hoàn thiện. Và hai căn nhà này thì cũng đang có hướng một hướng là chính bắc, hướng chính nam và hướng bên hông là hướng chính tây, của khách hàng thuộc mệnh đông cũng như mệnh tây tứ trạch. Và mình cùng nhìn lại các khu vực mặt tiền chính bên ngoài để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng về căn nhà, chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp này. Phía ngoài mình sẽ có một cái bộ khoáng lề đường khoảng 3m để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có hai bộ cửa, một bộ cửa cuốn phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm bộ cửa 4 cánh bên trong được làm bằng nhôm zin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và khu vực bên trong là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế có tầng lửng, nên nếu gia đình mình có xe hơi mình có thể bỏ bên dưới khu vực chứa tầng trệt này, và khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng căn nhà. Cũng như mình là căn nhà mình là căn nhà gốc hai mặt tiền, cho nên là mình không phải trừ chứng trời ở phía sau, cho nên được xây dựng hết đất cho nên rất là thoáng và rất là mát. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 5m thì mình có thể là kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Mình có thể kinh doanh quán cà phê cũng như là quán ăn rất là tuyệt vời. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng độ hơn 3m. Và ở phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao, đèn chùm. Đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà, và mình có cửa sổ mở ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Di chuyển ra khu vực phía sau là khu vực cầu thang căn nhà, thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Đối diện với lại cầu thang mình có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, giờ có cửa sổ mở ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Không gian phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp, cái bếp cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Phía sau thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phụ cho khu vực không gian phòng phòng khách cũng như là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và nếu gia đình mình có nhu cầu kinh doanh buôn bán cũng như là để xe hơi ở dưới tầng trệt này, thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng căn nhà, và chỉ với giá 6 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà góc hai mặt tiền. Chỗ này thì mình có hai căn được xây dựng ná ná giống nhau, cho nên là khách hàng có thể lựa chọn cho gia đình mình
một căn, như là hướng hai hướng chính là hướng hướng bắc, và hai hướng phụ là một hướng hướng tây và một hướng là hướng hướng nam, đều phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông cũng như là mệnh tây tứ trạch, để khách hàng có thể lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà góc hai mặt tiền. Nếu quý khách đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà góc hai mặt tiền có vỉa hè hai bên mỗi bên 3 mét để thuận tiện gia đình mua ở và kinh doanh làm văn phòng công ty, thì hai căn nhà này rất là phù hợp để khách hàng mua ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê, và mình có thể để xe hơi cũng như là xe gắn máy ở bên hông căn nhà mình, rất là rộng rãi và thoải mái. Còn mình để khoảng 2 chiếc xe hơi, và ngoài ra thì mình có thể để được rất là nhiều xe gắn máy ở bên hông căn nhà của mình. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, căn nhà góc hai mặt tiền được anh chị nhà thiết kế có ban công để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Đây là khu vực hành lang căn nhà, sẽ có ban công để đi ra bên ngoài. Lan can căn nhà mình thì được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp, và đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Sàn nhà mình được lót gạch đá hoa văn gỗ rất là đẹp, và phía trước mình đều có cửa sổ cũng như là cửa đi ra ban công phía bên ngoài, gió và ánh sáng. Với căn nhà chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có diện tích là ngang 5 mét và chiều sâu căn nhà mình lên đến 12,5 mét, và được xây dựng hết đất cũng như được đua ban công thêm ra 1,2 mét để gia đình mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Chỉ với giá trên dưới 6 tỷ một chút xíu, khách hàng đã sở hữu ngay cho mình một căn nhà có bề ngang đến 5 mét và được thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Vệ sinh căn nhà mình được thiết kế rất là rộng rãi, có cửa sổ mở ra bên ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Trong khu này thì nhà đất Hoàng Tín nó có một số căn nhà muốn gửi đến cho khách hàng, và chỉ với giá từ 5 tỷ 600 triệu đến 6 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng thì sở hữu ngay cho mình một căn nhà một mặt tiền hoặc là căn nhà góc hai mặt tiền. Khu này thì mình đang có 4 căn đang được anh chị chủ nhà gửi bán cũng như bên kênh nhà đất Hoàng Tiến. Và hôm nay thì nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà góc hai mặt tiền để giới thiệu đến chúng nhà, với căn nhà cũng như là mẫu nhà được thiết kế theo kiểu phong cách mini phố góc hai mặt tiền rất là đẹp và rất là thoáng mát, cũng như mình được thiết kế mỗi phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng để thuận tiện đến hàng mua ở cũng như là mình mua cho thuê, với không gian nhà vệ sinh riêng biệt rất là thoáng, có ban công ra bên ngoài hóng mát rất là đẹp. Và chỉ với giá trên dưới 6 tỷ khách hàng thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp này. Bên trong khu vực không gian phòng vệ sinh phía sau căn nhà mình, phòng vệ sinh phòng ngủ phía sau, mình sẽ có thêm một cái khoảng không gian để mình đóng tủ quần áo được anh chị nhà thiết kế. Và phòng ngủ phía trước thì mình cũng có trừ sẵn một khoảng không gian để mình đóng tủ quần áo, rất là thuận tiện cho gia đình mua để ở cũng như là thuận tiện cho gia đình sử dụng và di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng của căn nhà. Thì bên trong mình sẽ có một khoảng không gian để làm phòng giặt, và phía trước mình có một cái sân để mình ra bên ngoài vui chơi. Phía sau thì mình sẽ có thêm một cái phòng ở phía sau. Phòng này thì mình có thể làm phòng thờ và một cái khoảng sân ở phía sau để mình phơi đồ, được anh chị nhà che chắn rất là kỹ càng. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.